Vâng, lại xin chào tất cả các bác. Làm một shop bán hàng online đến từ Bắc Giang. Thì bên em chuyên cung cấp cái vật tư về qua đông nội. Thì hôm nay thông qua video này em cũng muốn giới thiệu để cho các bác cùng biết. Và các bác nào mà cần đấy thì liên hệ đến cái số điện thoại này bên em nhé. Cái số điện thoại này có cả Zalo, Facebook. Thì các bác mà muốn tư vấn cái sản phẩm nào thì cứ liên hệ với số điện thoại này bên em. Em sẽ tư vấn cho các bác cụ thể chứ. Thì bên em là có thùng quay mật là đủ kích cỡ, thùng 2 cầu, thùng 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu. Đây là thùng con ong lội nha các bác nhá. Còn em có cả thùng ong ngoại 6 cầu đây. Để em giới thiệu qua cho các bác cùng xem. Thì cái chất liệu cái thùng ong ngoại bên em là bằng inox 304. Cái thanh xà thì là inox 201 các bác ạ. Và cái độ dày của nó thì 0,5 ly. Rồi, rất chi là đây. Thì đi cái thùng quay mật bên em thì cái thùng 6 cầu này nó có cả chân nha các bác nhá. Có chân đeo. Và thùng 2, 3 cầu và 4 cầu thì không có. Nếu các bác mà muốn thì các bác lại gia cố thêm cái phần chân của nó. Đây, rất chi là đẹp. Em đã quay thử một cái thùng này cho các bác cùng xem nhé. Đây là thùng 4 cầu. Em đã quay thử cái thùng 4 cầu cho các bác cùng xem. Đấy, rất chi là tin luôn. Cái thùng này bên em chỉ cái đánh răng nó là thép thôi các bác ạ. Còn hoàn toàn là inox hết. Chất không nhiễm không gì. Cũng rất nhiều bác mua và phản hồi là rất chi là tốt. Thì bác nào mà cần cái thùng quay mật, cái vụ quay mật này năm nay thì cứ alo đến số điện thoại đấy bên em. Bên đi cùng cái ngành vật tư của bên em thì có tất cả các loại nhá. Thì các bác mà cần sáp, cầu hoặc là bình khói hay là dao, bên em đầy đủ. Riêng cái bình khói bên em thì em giới thiệu qua cho các bác nhá. Bình khói bên em là loại đẹp. Đây các bác mà nhìn dùng quen thì nhìn cũng biết rồi. Nó rất chi là dày dặn mà chắc chắn. Những cái thanh sắt chống nóng ở bên ngoài to hơn hẳn những cái bình khói kia nhá. Đấy, rất chi là đẹp. Còn dao thì là thép. Dao nhà em bằng thép, không phải là dao inox các bác nhá. Con dao này rất chi là sắc, bén. Dùng để cho các bác lắp sáp đấy ạ. Phấn hoa, dây thép, thùng và cầu các bác nhé. Cầu nhà em thì bằng gỗ xoan, rất chắc chắn mà đẹp. Cái thùng nuôi ong bên em thì bề mặt là ván liền cho các bác nhé. Mà đi cùng cái thùng quay mặt này nó chỉ có một miếng ván ngăn thôi. Còn nếu như các bác mà muốn mua thêm cầu thì em sẽ cho cầu cả vào thùng gửi cho các bác. Thì phương thức mua hàng bên em thì rất chi là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần bấm số điện thoại bên dưới và gọi, chúng em sẽ ship đến tận nhà các bác luôn ạ. Rất tiện, không cần phải đi đâu cả mà chỉ cần một số điện thoại, một cơ sở tin cậy thôi. Các bác cũng có thể mua được hàng chất lượng mà đẹp, không tốn thời gian của các bác ạ. Em sẽ mở cái thùng ra cho các bác xem nhé. Thùng nhà em bằng ván liền đây, được làm bằng gỗ sung và gỗ gạo. Đây là mặt đáy thùng này các bác này. Còn đây là cửa ra vào nhá. Cửa ra vào, trong ăn, vệ sinh ong. Thì rất chi là đẹp luôn. Và sáp nha các bác nhá. Sáp thì chân tầng. Thì em chỉ bỏ ra một chút thế này thôi, để cho các bác tham khảo thôi. Còn nếu như các bác mà báo số lượng nhiều thì bên em rất chi là nhiều. Các bác mà mua nhiều thì cái giá nó sẽ ưu đãi hơn. Chi là đẹp. Và quần áo để các bác đi quay mật nhá. Bình khói đây thì em rất chi là nhiều. Những cái đồ bảo hộ để các bác đi quay mật. Đây là mũ các bác nhá. Đấy, cái mũ này các bác nào mà mới đặt bên em thì biết rồi. Là cái mũ này là mũ mới. Cái vành đai của nó rất chi là rộng. Nó không hẹp như là cái mũ đợt trước đâu. Đây ạ. Mũ bảo hộ cho các bác đi quay mật nhá. Và cả áo nữa. Các bác mà tiện mua thì cứ báo em một thẻ. Em ship một thẻ cho các bác, đỡ cái tiền ship của các bác. Đây là mũ áo. Áo thì màu dàn di, chất liệu dày dặn đẹp. Để dùng cho các bác là đi khai thác mật đấy ạ. Đi thăm ong mật đấy ạ. Đi cùng cái phụ kiện bên em thì em có cả quần áo bắt ong rừng các bác nhé. Quần áo bắt ong rừng và dọ chúa, quản chúa.
và giọ chuối inox, giọ chuối nhựa đầy đủ hết và kim di trùng. Thế bác nào mà cứ cần thì cứ gộp đơn, em gửi một thẻ cho các bác đỡ cước. Em quay cái video này mà bác nào mà cần cái vật tư nuôi ong bên em thì cứ alo đến cái số điện thoại em để bên dưới nhá, bên em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Vâng, em cảm ơn các bác đã xem cái video này. Các bác xem video đăng ký và ấn chuông để ủng hộ em, để mỗi ngày em giới thiệu với các bác một sản phẩm đẹp tốt nhá. Vâng, em cảm ơn các bác, em chào các bác.